Chào cả nhà mình. Hôm rồi Ly có đọc một cái bài viết của thằng con chiên nhà văn Nguyễn Quang Lập đó cả nhà. Thì chị chào Sơn Anh nha. Thì hôm nay, ngày hôm qua bác Quang có viết một bài viết mà Ly nghĩ là bài viết này là rất là phù hợp để thông não cho con chiên Nguyễn Quang Lập. Mời cả nhà nghe bài viết của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Vợ chồng giáo sư Nguyễn Mạnh Quang là chủ trang sách kiếm.net. Hiện bác, vợ chồng bác đang sống ở Mỹ. Mọi người thì biết rồi nhưng mà cho Ly giới thiệu lại chút để có những khán giả không biết. Thì bác Quang thì trước đây từng làm giao liên thời ở ngoài Bắc. Sau đó thì bác di cư vào Nam thì bác dạy học, bác dạy sử địa, đó, rồi đi sang Mỹ bác cũng dạy sử địa đó. Mời cả nhà nghe giải mã tác giả Nguyễn Quang Lập và bài viết Sài Gòn giải phóng tôi, Nguyễn Mạnh Quang, ngày 17 tháng 4 năm 2023. Muốn giải mã tác giả Nguyễn Quang Lập và bài viết Sài Gòn giải phóng tôi thì phải theo lời của đại thi hào Nguyễn Du nói rằng: trăm năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông. Theo lời của thi hào Nguyễn Du nói trên, tôi được biết cũng như luật sư Bìm Bịp Hoàng Duy Hùng, tác giả Nguyễn Quang Lập thuộc một gia đình tín hữu Kitô La Mã, đã trải qua nhiều đời nối tiếp nhau, chỉ biết nhắm mắt triệt để tuân thủ và tuân hành những lời giáo huấn bất lương và lệnh truyền của các đấng bề trên, tức là bọn cha cố của họ. Trong đó có một số những lời cực kỳ bất lương như sau. 1. Niềm tin tôn giáo không cần đến lý trí. 2. Phúc cho ai không thấy mà tin. 3. Linh mục là cha, mở ngoặc linh mục, đóng ngoặc, là đại diện của Chúa, phải coi cha như Chúa. Những gì cha nói và hành động là nói và hành động theo ý Chúa. 4. Nếu các cha có làm gì sai trái thì đã có Chúa phán xét, là tín đồ ngoan đạo không được bàn tán và nói hành nói tỏi các cha. 5. Bàn tán nói hành nói tỏi hay nói xấu các cha, tức là bàn tán nói hành nói tỏi hay nói xấu Chúa và sẽ bị Chúa trừng phạt đầy xuống hỏa ngục đời đời. Tức là đưa những điều này ra để hù quân chiến. 6. Phải tuyệt đối tin tưởng và trung thành với Tòa Thánh Vatican. 7. Phải triệt để vâng lời và tuân hành lệnh truyền của các đấng bề trên. 8. Phải giấu kín những chuyện tội lỗi, dù có thật, xảy ra trong giáo xứ, không nên để cho người ngoại đạo được biết. 9. Đừng thừa nhận chính quyền nào không chịu thần phục Tòa Thánh Vatican. Giáo hoàng ở trong tòa thánh, giáo hoàng ở trong tòa thánh Vatican mới là vị vua tối cao nhất của họ, chỉ phải tuân phục quyền lực của tòa thánh Vatican mà thôi. Lời giải này của giáo hội có nghĩa là giáo hội đòi hỏi con chiên chỉ phải tuân hành giáo luật lệnh truyền lời dạy của một giáo hoàng La Mã. Các chính quyền đế quốc thực dân xâm lược Âu Mỹ liên minh với Vatican và các chính quyền tay sai của Vatican mà thôi, ví dụ tuân lệnh nhà Ngô vậy đó. 10. Thà mất nước chứ không thà mất Chúa. Đây là lời linh mục Hoàng Quỳnh hô hào các con chiên trong cuộc biểu tình tại cổng bộ tổng tham mưu đường Võ Tánh, Gia Định vào ngày 27 tháng 8 năm 1964. 11. Giáo hội La Mã ra lệnh cho khâm mạng tòa thánh Đông Dương công bố lá thư luân lưu mang số 827/61 đề ngày 15 tháng 5 năm 1946 với mục đích lên án và răn đe giáo dân Việt Nam không được ủng hộ hay tham gia hoạt động trong các đoàn thể hoặc chính quyền hay quân đội kháng chiến Việt Nam. Dưới đây là nguyên văn một vài đoạn của lá thư này. Mọi người đã hẳn đều có nguyện vọng được người đồng chủng cai trị mình. Con nhà công giáo
ao ước có những đấng chăn chiên bản quốc. Nhưng chỉ có một mình giáo hội mới minh xét cho biết đã đến thời phải thực hiện nguyện vọng đó hay chưa. Vậy, ai dùng lời nói hay báo chí để đưa dư luận đi quá cấp tốc, kẻ ấy tự thị muốn đi trước tòa thánh Roma và tỏ thái độ sốc ngạo và bất tuân với Đức Giáo Hoàng. Nhận thấy ít nhiều giáo hữu Việt Nam trong thời buổi ấy đã ăn ở phạm đến quyền của tòa thánh, nên chỉ định mấy điều sau đây. A. Điều khoản 2334 luật giáo hội quy định, kẻ nào nhờ đến thế lực phần đời mà làm ngăn trở quyền cai trị của đấng bề trên phần đạo hoặc trực tiếp hay gián tiếp thì phải vạ tuyệt thông. B. Điều khoản 2331 giáo luật hội quy định, kẻ xúc phạm đến Đức Giáo Hoàng, Đức Khâm Mạng hay bề trên địa phận chính thức thì tức khắc phải vạ tuyệt thông. C. Các hội đoàn công giáo, bất kỳ lấy tên nào làm danh hiệu, đều buộc phải nhận quyền bề trên trong đạo. Nếu mà chối thì phải kể là người ngoại đạo, tội nhân và phải vạ tuyệt thông nữa. Bộ Thánh vụ Vatican ra thông cáo cho cha mẹ những vị thành niên có chân trong tổ chức cộng sản đều bị vạ tuyệt thông. Thông cáo này cũng tố cáo những ai dự vào các tổ chức có mục đích đưa thanh niên vào thuyết duy vật lôi cuốn. Cái này theo tác giả Quang Toàn và Nguyễn Hoài, cuốn sách Những hoạt động của bọn phản động đội lốt Thiên Chúa Giáo trong thời kháng chiến 1945-1954 do Nhà xuất bản Khoa học năm 1965 trang 17-18. Cuốn này mỏng mà Ly hay gửi cho quý vị khán giả đó. Dĩ nhiên là tác giả Nguyễn Quang Lập, tức là cái người con chiên mà đang chống cộng hàng chục năm nay đó, mà đối tượng hôm nay Ly muốn nói đó. Dĩ nhiên là tác giả Nguyễn Quang Lập cũng như mọi người trong gia đình và bà con chú bác của các con chiên Nguyễn Quang Lập bị ảnh hưởng những sâu nặng bởi những lời giáo huấn cực kỳ bất lương trên đây và trở thành hạng người: một, cương quyết không thừa nhận chính quyền nào, không chịu thần phục tòa thánh Vatican. Giáo hoàng ở tòa thánh Vatican mới là vị vua tối cao nhất của họ, chỉ phải tuân phục quyền lực của tòa thánh Vatican mà thôi, và sống theo tinh thần thả mất nước, và sống theo tinh thần thả mất nước chứ không thả mất nước. Chính vì thế mà giống như các con chiên con có khả năng viết lách khác như luật sư Nguyễn Văn Chức, ông này ở hải ngoại, thẩm phán Nguyễn Cần, bút hiệu là Lữ Giang và Tú Gàn, những tên này đều ở hải ngoại hết, hay là Nguyễn Gia Kiểng, Nguyễn Ngọc Ngạn, Chu Tất Tiến, Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Quang vân vân, luôn luôn mang nặng ý đồ biên soạn các bài viết trong đó hẳn có giá tâm bịa đặt ra, hoặc là bịa đặt ra những điều rất tiêu cực với thâm ý bôi nhọ chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và các nhà lãnh đạo của chính quyền nhân dân ta. B. Hoặc là những điều rất tốt đẹp để tuyên truyền cho giáo hội La Mã hay liên minh xâm lược Pháp Vatican và liên minh xâm lược Mỹ Vatican. Đọc bài viết Sài Gòn giải phóng tôi của tác giả Nguyễn Quang Lập cũng như các bài viết của tác giả con chiên Nguyễn Văn Chức, Nguyễn Cần, Nguyễn Gia Kiểng, Chu Tất Tiến, Nguyễn Ngọc Ngạn và các con chiên ngoan đạo cuồng tín khác, độc giả sẽ thấy sự thực là như thế. Về chuyện ông bác của tác giả Nguyễn Quang Lập là triệu phú số 1 Sài Gòn, tôi nghĩ rằng tác giả Nguyễn Quang Lập có thể đã nói thật 100%, nhưng ông ta lại giấu nhẹm, không nói ra rằng bằng cách nào mà ông bác của ông Lập đã trở thành nhà triệu phú số 1 Sài Gòn. Ông Lập không nói thì tôi giới thiệu lời linh mục Trần Tam Tĩnh nói rõ vấn đề này như sau. Từ 1955 đến 1963 là thời vàng son của chủ nghĩa cha chú, với những lợi ích
thật chẳng có bao nhiêu, nhưng với những hà làm gây nhiều tiếng tăm hơn, nhất là trong khi dân chúng gồm 90% là người Công giáo mà lại bị kìm hãm dưới một thứ chính phủ Công giáo. Chắc là cái đoạn này Lê nghĩ bác nhầm. Khi dân chúng gồm 90% phải là người đạo Phật mới đúng chứ. Khắp nơi ở thành thị cũng như tại nông thôn, chiếc áo trùng thâm là biểu tượng của quyền thế. Tại các vùng Công giáo di cư, cha xứ là toàn quyền, là những ông vua tuyệt đối. Giám mục Ngô Đình Thục cũng phải thừa nhận những chuyện hà lạm của các nhà độc tài áo đen. Trong một lá thư gửi cho bạn cũ, ông viết như sau: người ta có cả hàng trăm hồ sơ tố giác các linh mục ăn cắp tiền của di cư bằng những danh sách ma, bằng cách tẩy xóa sổ sách, bằng cách thu xếp để chiếm đoạt tiền bạc của chương trình cải cách ruộng đất hoặc bán hàng viện trợ Mỹ. Ở trong Nam là cải cách điền địa. Theo các lời tố cáo của chính bà con di cư, hay là giữ tiêu riêng các khoản tiền mà họ đã nhận để xây dựng nhà cho bà con di cư. Nhà nước và giáo quyền dễ dãi cứ nhắm mắt làm ngơ các vụ đó, bởi vì linh mục rất cần cho việc huy động dân chúng trong công cuộc chống cộng. Tức là phải lấy lòng bọn quả đen để khi cần có lực lượng cái là bọn quả đen nó ới cái. Tại thành thị, các linh mục chẳng có bằng cấp mà vẫn điều khiển các trường tư thục được tổ chức những áp phe vơ vét tiền bạc. Hai linh mục được cử làm việc trưởng, làm viện trưởng của hai trong ba đại học của toàn miền Nam, trong đó có Đại học Đà Lạt. Đại học này chỉ là Công giáo nơi danh nghĩa thôi, đất đai và cơ sở kiến trúc của nó đều do nhà nước, tức là của toàn thể nhân dân Đài Thọ. Để có nguồn thu nhập cho đại học, giám mục Thục, tức là Thục là anh của Ngô Diệm, đã giành độc quyền các vùng đốn cây tại Định Quán là những điểm ngon nhất nước. Ông cũng xin được thửa đất mông manh dọc bờ biển để trồng dương liễu và dứa. Ở công việc này tiến hành nhờ tiền vay được hàng triệu đồng của chính phủ Trần Tam Tịnh, của chính phủ. Cái này theo tác giả Trần Tam Tịnh trong cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm, trang 124-125. Phương thế chiếm hữu các đất đai đó rất là đơn giản: dùng tham nhũng, hối lộ và cưỡng ép. Đây là một vài ví dụ rõ ràng. Nhà chung lợi dụng khi mất mùa. Cái này trong sách Bản án chế độ thực dân Pháp của bác Hồ cũng viết nè. Nhà chung lợi dụng khi mất mùa để cho nông dân vay tiền. Tiền lời cho vay rất là nặng nên con nợ sẽ không thanh toán nổi khi tới ngày trả. Và như thế là đất cầm cố trở thành đất nhà chung. Giáo hội không từ một việc nào để nắm những giấy tờ hệ lụy bí mật. Tức là giống như kiểu muốn vay tiền của nhà chung thì phải đưa giấy tờ đất ra cho nó cầm làm vật thế. Giáo hội không từ một việc nào để nắm những giấy tờ hệ lụy bí mật và nhờ đó dọa dẫm các quan chức, bắt họ phải làm theo ý mình muốn. Giáo hội cũng liên minh với những tay tài phiệt để khai thác các vùng đất nhượng cho không và những thửa ruộng cướp được của nông dân. Giáo hội có người của mình nắm giữ những vai trò thế giá trong chính quyền thuộc địa. Trong thời gian Pháp xâm lăng Việt Nam, nhà chung đóng một vai trò quan trọng như ai cũng biết. Nhà chung đã tổ chức một hệ thống tình báo ngoài hoàn bị, cung cấp tin tức cho biết tất cả những gì liên hệ tới những con người, những công ty, những công cuộc, những hành động và phương án chính trị tại Đông Dương. Nhà chung đã đặt được người thân tín của mình và tất cả các cơ quan và hầu hết các xí nghiệp tại các trung tâm lớn cũng như tận cùng những tỉnh xa xôi. Cái này cũng dựa theo linh mục Trần Tam Tịnh trong cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm trang 1, 1 trang 76-77.
Ông Tần Tam Tĩnh là viện sĩ Viện Hàn Lâm Hoàng gia Canada. Phải nói Việt Nam là biển tham nhũng. Tóm lại, lý do mà tất cả mọi người, linh mục, giám mục, tu sĩ nam nữ nói đến nhiều hơn hết là tiền bạc. Chúng tôi thiếu vốn, chúng tôi thiếu sự giúp đỡ, thiếu của viện trợ vân vân. Điều còn tệ hại hơn nữa là những trường hợp lừa đảo. Người ta có cảm giác rằng giáo hội mắc phải chứng bệnh xây cất và kiếm tiền, và có thể quả quyết rằng trong cảnh nghèo đói chung và cơn khủng hoảng kinh tế hiện nay, giáo hội là cơ quan duy nhất có tầm cỡ quốc gia vẫn tiếp tục xây cất mở mang, có những phương tiện lớn lao và những con người được chuẩn bị cho việc đó, theo Thập Giá và Lưỡi Gươm trang 178. Trong một cái cuốn sách có tên là Pháp và An Nam giữa hai làn đạn, xuất bản tại Paris năm 1928, viết: Hội nhà chung được tổ chức hùng mạnh ở Nam Kỳ. Nhà chung rất giàu có, chiếm hữu nhiều vùng đất bao la và có nhiều bổng lộc quan trọng tại phần đất lớn. Các xí nghiệp địa phương nhờ những khoản tiền vốn nhà chung đó, bỏ vào đó, nhân danh nhà chung hoặc phần nhiều là qua trung gian người thứ ba, ví dụ như Nguyễn Hữu Hào, huyện sĩ. Riêng ruộng đồng của huyện sĩ là tài sản của huyện sĩ là có thể nuôi toàn bộ dân chúng miền Nam ăn trong vòng 20 năm trời đó. Và cái ông này có bỏ tiền ra xây cái nhà thờ huyện sĩ đó. Trong thời gian Pháp xâm lăng Việt Nam, nhà chung đóng một vai trò quan trọng như ai cũng biết. Nhà chung đã tổ chức một hệ thống tình báo hoàn bị, cung cấp tin tức cho biết tất cả những gì liên hệ tới con người, những công ty, những công cuộc, những hành động và phương án chính trị tại Đông Dương. Nhà chung đã đặt được người thân tín của mình vào tất cả các cơ quan, vào hầu hết các xí nghiệp tại các trung tâm lớn cũng như tận cùng những tỉnh xa xôi. Trong một báo cáo mật gửi lên toàn quyền Đông Dương, viên thống sứ Nam Kỳ đã trình bày với quan thầy rằng không nên quên rằng những năm đầu của cuộc chiếm đóng của chúng ta, nhà chung đã quan tâm chiếm cho được tại Nam Kỳ những tài sản khổng lồ. Nhà chung có tất cả 28.500 hecta ruộng, không kể đất đai ở thành thị cũng như bất động sản và của cải khác. Tại miền Tây Nam Kỳ, nhà chung làm chủ một vùng đất rộng lớn tới 3, 4 hoặc 6.000 hecta. Cái này cũng theo tác giả Trần Tam Tĩnh trong cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm ở trang 77-78. Người ta đọc thấy trong một báo cáo vào cuối tháng 5 năm 1974 do một cơ quan viện trợ quốc tế biên soạn như sau: Giáo hội Công giáo tại miền Nam có một ngân hàng lớn tại Sài Gòn tên là Đại Nam. Những khách sạn lớn nhất Caravan, hiện nay Caravan này vẫn do bọn nó quản lý. Và bọn linh mục giám mục là thường muốn cần cái gì kín đáo để ăn nhậu gái gú là thường vô đây. Chính cô Đông nói với Ly, và ở trong này một phòng như vậy rất là mắc tiền, tính bằng đô. Chính cô Đông mới kể cho Ly nghe, cô Đông biết rất rõ cái vụ nhà khách, bây giờ là khách sạn Caravan nha quý vị. Những nhà hàng như nhà hàng Kim Đô, những dãy nhà cho thuê như là Lam Sơn, Bù Đinh, Tát, vân vân. Tiền đầu tư của giáo hội vào trong các cơ sở kinh doanh kỹ nghệ, từ việc mai táng cho tới nhà máy giấy. Điều dân chúng thường nói cho thấy thực tế đó, đất nước chúng tôi nằm trong ba tàu và giáo hội, theo tác giả Trần Tam Tĩnh trong cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm trang 177. Tất cả các nhà quan sát có chú ý một tí, tất cả người dân Việt Nam công nhận rằng giáo hội là một hòn đảo trù phú ở giữa đại dương nghèo đói của Nam Việt. Linh mục Gerardo, chủ nhiệm tờ Mondo, đã phải viết trong một bản phúc trình bí mật gửi cho Vatican đề ngày 30 tháng
để ngày 30 năm 1973 như sau: thật là gương mù gương xấu khi thấy giáo hội cứ tiếp tục xây cất những kiến trúc to lớn như nhà thờ, tòa giám mục, chủng viện dòng tu vân vân, đang khi 80 đến 85% dân chúng miền Nam hiện còn sống trong các lều tranh vách ván. Vấn đề tiền bạc đòi phải viết trang này sang trang khác. Về các chuyện cụ thể tôi đã được nghe kể lại và lập đi lập lại khắp mọi nơi. Không nên tin tất cả những lời đó. Những điều chắc chắn là ai cũng cả quyết rằng giáo hội tại Việt Nam đặt nền tảng trên tiền bạc, trên chuyện xoay sở tiền bạc, trên chuyện đầu tư tiền bạc. Phải nói là Việt Nam là biển tham nhũng. Tóm lại, lý do mà tất cả mọi người, linh mục, giám mục, tu sĩ nam nữ nói đến nhiều hơn hết là tiền bạc. Chúng tôi thiếu vốn, chúng tôi thiếu sự giúp đỡ, thiếu của viện trợ vân vân. Điều còn tệ hơn nữa là những trường hợp lừa đảo. Các tu sĩ biển Đức tại Ban Mê Thuật có một xưởng cưa, họ lường gạt dân miền núi khi mua rẻ cây cối dân thượng chở tới, rồi lại đem bán với giá cao và lừa dối người mua cả về phẩm chất của cây gỗ. Các tu sĩ xa Lê Giêng mua xi măng rẻ tiền tại Sài Gòn, đem chở đi với hai linh mục áp tải để tránh thuế vụ. Tại Việt Nam, các linh mục tự do làm mưa làm gió và bán lại giá cao tại Đà Lạt. Một viên đồn điền người Ý tại Ban Mê Thuột đã có tuổi và đáng tin cậy đã khẳng định với tôi rằng khắp đó đây tại Việt Nam, giáo hội bỏ tiền ra mua các vùng đất bị bỏ hoang vì chiến tranh, mua với giá rẻ mạt mà lại khỏi phải đóng thuế sang tên. Khi vùng này trở lại cuộc sống bình thường hoặc nay mai sẽ bình thường thì các đám đất ngon nhất đã nằm trong tay các giám mục, linh mục, hội đồng. Người ta có cảm giác rằng giáo hội mắc phải chứng bệnh xây cất và kiếm tiền, và có thể cả quyết rằng trong cảnh nghèo đói chung và cơn khủng hoảng kinh tế hiện nay, giáo hội là cơ quan duy nhất có tầm cỡ quốc gia vẫn tiếp tục xây cất mở mang, có phương tiện lớn lao và những con người được chuẩn bị cho việc đó. Một linh mục giám đốc tờ nhật báo Thăng Tiến nói với tôi rằng đó là dấu hiệu phúc lành Chúa ban. Ở trong cái này trích trong cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm trang 177 đến 179. Các văn bản trên đây cho mọi người thấy rằng vì được ưu đãi như trên cho nên người tín hữu Kitô ở miền Nam Việt Nam hồi đó vốn bị bọn cha cố biến thành những tên sát nhân cuồng nhiệt, mà còn một trở thành hạng người mà người dân miền Nam gọi là bọn kiêu dân công giáo thời Ngô Đình Diệm, và có nhiều quyền lực. Hai, vì có nhiều quyền lực cho nên họ mới trở nên cực kỳ tham nhũng. Đây là nguyên nhân khiến cho ông bác của Nguyễn Quang Lập trở nên triệu phú số 1 Sài Gòn. Vấn nạn tham nhũng này cũng đã được trình bày đầy đủ trong rất nhiều sách sử, ít nhất là có tới 10 tài liệu như sau. Sách Thập Giá và Lưỡi Gươm của linh mục Trần Tam Tĩnh. Sách này dành hẳn chương 3 với nhan đề là Giáo hội trong cơn bão bùng. Ở các trang 118 đến 180, để nói về vấn nạn tham nhũng ở miền Nam trong những năm 1954 đến 75. Trong chương sách này, tác giả trình bày rõ ràng về vai trò chủ động và tích cực trong những hành động tham nhũng đều do các nam nữ tu sĩ Cato, anh em thân nhân nhà Ngô và băng đảng Cần Lao chủ động. B. Sách Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi, xuất bản năm 93 của cựu tướng Đỗ Mậu. Sách này cũng dành hẳn chương 8 với nhan đề Tệ trạng tham nhũng. Ở các trang 403 và 440 đến 445, chương sách này trình bày khá đầy đủ về những thủ đoạn
và thành tích tham nhũng của anh em cũng như thân nhân nhà Ngô và băng đảng Cần Lao trong những năm 1954 đến 1963. C. Sách Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư 1954 đến 1963, xuất bản tại Houghton, Texas năm 2000 của tác giả Nguyễn Mạnh Quang. Sách này giành hẳn chương 19 với nhan đề là Tội Ác Lạm Quyền Để Ăn Chặn Tiền Viện Trợ, Hà Hiếp Bóc Lột Nhân Dân và Cướp Đoạt Tài Sản Quốc Gia của Bảo Quyền Đạo Phiệt Gia Tô Ca Tô Ngô Đình Diệm. Đặc biệt là chương sách này có kê khai rõ ràng những khoản tài sản kếch xù của anh em nhà Ngô như Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Cẩn, Ngô Đình Nhu và Ngô Văn Bửu. D. Sách, ôi sách này thì ly bó tay, sách toàn tiếng Anh nha quý vị. Sách Công Giáo và Tội Ác do nhà xuất bản Xuân Thu năm 1992, cái này ở bên Mỹ nha quý vị, của ông Nguyễn Trân cũng nói đến những vụ tham nhũng trong các chính quyền Sài Gòn, nơi các trang 201, 373 và 484 đến 487. Sách Việt Nam Một Trời Tâm Sự cũng xuất bản tại Mỹ, dành hẳn 57 trang từ 45 đến trang 1000 đến trang 102 để nói về tội ác cướp rừng của giám mục Ngô Đình Thục và những hành động lộng quyền của Ngô Đình Cẩn ở nơi các trang 45 đến 102. Sách Việt Nam Nhân Chứng của cựu tướng Trần Văn Đôn nơi trang 248, 249 nói về chuyện Ngô Đình Cẩn có 6 triệu Mỹ Kim ăn cắp của dân để trong nhà ngân hàng Thụy Sĩ rồi đem dâng hiến cho nhà thờ Cứu Thế. Sách Những Ngày Cuối Cùng của Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng xuất bản tại Mỹ. Ly không muốn giới thiệu kỹ tác giả nhé, chỉ nói về nội dung thôi. Trong sách này, nơi trang 191 nói rõ chuyện giám mục Ngô Đình Thục gửi 70.000 Mỹ Kim trong một nhà ngân hàng ở Ý Đại Lợi do một số người thân cận đứng tên và bị họ chiếm đoạt mất. Trong sách này ở trang 165 có nói đến chuyện bà Ngô Đình Nhu gửi một khoản tiền khổng lồ là 18 tỷ Mỹ Kim, 18 tỷ đô la, cái thời điểm đó là thứ dữ lắm ấy nha cả nhà. Bà Ngô Đình Nhu gửi một khoản tiền khổng lồ 18 tỷ Mỹ Kim trong một nhà ngân hàng Thụy Sĩ. Hiển nhiên đây là tiền ăn cướp của nhân dân miền Nam. Thân mời quý vị người Việt ở trong nước cũng như ở nước ngoài vào đọc bài viết này và cho biết ý kiến để rộng đường dư luận. Trân trọng, Nguyễn Mạnh Quang, ngày 18 tháng 4 năm 2023. Dạ, chào khán giả, chúc cả nhà ngủ ngon. Hôm nay mạng yếu quá cho nên tự nhiên làm không được tập trung á.